Ai có bầu á, khi mà tới cuối thai kỳ cũng đều quan tâm tới cái việc là đi sanh. Thì đi sanh ai cũng đặt cái câu hỏi là bây giờ trường hợp của mình á, là phải sanh thường hay là sanh mổ, thì sanh thường tốt hơn hay là sanh mổ tốt hơn. Thì thật ra đương nhiên là cái gì mình cũng ưu tiên là sanh thường rồi, nhưng mà trong trường hợp mà nó có những cái chỉ định mổ thì mình bắt buộc mình phải mổ. Nên là những trường hợp mà sanh em bé đầu tiên á, sanh em bé đầu tiên mà không có chỉ định gì mổ, ví dụ như con không có to quá, hoặc là ngôi thì ngôi thuận không có phải là ngôi ngược, hoặc là những cái vấn đề đó nếu mà không có gì khó khăn thì mình ưu tiên mình sanh thường, tại vì sanh thường vẫn tốt hơn. Tốt hơn là nếu mà cuộc sanh thường mình sanh xong đó, thời gian mình nằm viện cũng ngắn hơn, mình phục hồi nhanh hơn và mình không để lại cái biến chứng lâu dài. Tại vì khi mình mổ có một số mổ đó, cái kỹ thuật nó không đúng, hoặc là nó để nó thường hay để lại cái di chứng là hở cái sẹo thì nó làm sao, nó làm những cái người làm hiếm muộn á, thì sẽ thấy rõ cái chuyện đó. Có người hở cái sẹo rồi đó thì sau này người ta khó có con lắm. Những trường hợp mà hở sẹo nặng á thì nhiều khi nó cứ tiết dịch hoài trong cái chu kỳ kinh, nó cứ ra máu đều đều, ra máu đen 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 ra hoài rất là khó chịu. Thì những trường hợp mình mổ xong như vậy đó, nhiều khi bác sĩ phải mổ nội soi sửa cái sẹo lại nữa, nên là ý là nói là rất là phiền phức. Nên là mổ, đặc biệt là mổ lấy thai mà mổ mà cấp cứu mà mổ nhanh quá mà không có đúng đó, thì nhiều khi nó để lại cái di chứng đó nữa. Nên là ưu tiên sanh thường. Ngay cả những ca làm ống nghiệm cũng vậy ha. Mấy bạn nhớ là thụ tinh trong ống nghiệm không phải là chỉ định để mổ ha. Khi mà mình em bé mà người ta hỏi nhiều nhiều mấy mấy chị hay hỏi là giờ con thụ tinh ống nghiệm thì nên mổ hay nên sanh thường, thật ra con thụ tinh ống nghiệm hay là em bé bình thường thì cũng giống nhau thôi. Có nghĩa là nếu mà em bé con cũng nhỏ thì mọi việc thuận lợi thì làm ống nghiệm mình cũng ưu tiên mình sanh thường thôi. Khi nào mà có chỉ định đặc biệt á thì mình mới mổ, có nghĩa là ví dụ như thụ tinh ống nghiệm mà song thai hoặc là ngôi ngược không vấn đề gì đó thì mình mới mổ. Nhưng mà nó thật ra là bây giờ cái kỹ thuật mổ bây giờ nó cũng tốt hơn ngày xưa nhiều lắm. Tốt hơn là gì? Tốt hơn là về mặt thứ nhất á, là về kháng sinh. Kháng sinh thì gần như những cái kỹ thuật bây giờ phòng mổ rất là vô trùng nên kháng sinh nữa, nên là cái chuyện mà mổ mà nó gây nhiễm trùng á, thì cũng ít lắm. Là một hai nữa thuốc tê thuốc mê giờ cũng tốt, nên là gây tê gây mê bây giờ mổ cũng hoàn toàn không có đau không có gì chứ. Nên là mổ thật ra là bây giờ cái tỷ lệ mà mổ mà nó đạt sự an toàn cũng khá cao. Nên là trong trường hợp mà mình theo dõi mình sanh thường á, nếu mà mọi cái thuận lợi hết thì đương nhiên là mình ưu tiên mình sanh thường. Còn nếu trong trường hợp mà mình theo dõi sanh thường mà mình thấy cái cuộc chuyển dạ mà nó quá khó khăn hoặc là nó có vấn đề gì đó nó trục trặc thì cũng nên mổ. Tại vì cái vấn đề là mình cái cuộc sanh mình không phải là mình đạt được mình sanh thường hay sanh mổ, mình quyết đi theo cái đó, mà mục tiêu cuối cùng của mình là gì? Mục tiêu cuối cùng của mình vẫn là an toàn cho cả mẹ và bé, có nghĩa là sanh xong là mẹ phải an toàn và con phải an toàn thì mới được. Dù sanh mổ hay sanh thường gì, cái mục tiêu cuối cùng của mình là như vậy. Chứ mình không phải là mình quyết cho mọi thứ để mà sanh thường, cuối cùng em bé ra thì gãy xương rồi em bé mất, rồi mẹ thì rất nhiều tổn thương của mẹ nhiều, để lại di chứng đủ thứ. Những trường hợp mà sanh thường mà khó khăn quá, nhiều khi để lại di chứng là sau sanh đi tiểu không được nè, hoặc là đi tiểu không tự chủ nè, hoặc là những cái trường hợp mà nhiều khi âm đạo rách quá rộng mà sau này quan hệ không được, hoặc là mất cảm giác thì mẹ nhiều khi trầm cảm mất máu nhiều, nó nói chung rất là nhiều vấn đề. Nên là ở đây mình nói gì, sanh thường hay sanh mổ lúc đó mình sẽ cân nhắc, mình cân nhắc làm sao để cái lợi ích của mình được nhiều nhất và sự an toàn cho mẹ và bé là tối ưu thì mới được, chứ không phải là mình bất chấp mọi thứ để mà mình làm sanh thường. Mình nói sanh thường vậy, tôi sanh thường được là tốt hơn, bác sĩ sanh thường được là giỏi hơn, không phải cái chuyện là ở đây là cái chuyện đó. Mà cái chuyện sao, cái người người ta một cái người bệnh nhân đến với mình thì mình phải tính toán làm sao để được cái lợi ích tối đa cho người bệnh nhân đó, và sanh xong là phải mẹ chọn con vuông, cái vấn đề đó là phải chắc chắn như vậy.